quân. Ê, tiền đinh ô mã phạm ngan, tàu bè trăm trước, tàu ba trăm trước, duyên ra kéo vào duyên ra duyên cái này ai tàu 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 ba trăm chiếc duyên giang kéo vào quân quân năm ức, có nghĩa là ức triệu vạn vạn này. Quân năm ức cái sao lao sao lao sao, chỗ này là quân năm ức. Quân năm ức lao sao hồ mã trên triều đình, chiếu hạ tiến công mấy phen, có đức thánh ông à, có đức thánh ông. Đây này cái câu trên ấy. Có đức thánh ông là một ngắt một từ này à, có đức thánh ông mấy phen, có đức thánh ông vua tài lĩnh ấn, còn chấm này còn đến đây phải lấy hơi đấy, vua tài lĩnh ấn nguyên nhung đứng đầu các bộ tướng, kéo sau hộ chiến vững trung quân, tứ diện bình nguyên đằng giang các trại tiến lên à, các trại tiến lên chứ đằng giang các trại tiến lên, thủy kia bộ nọ mũi tên giáo trường quân tả hữu đương tràng tóc hoạch quân tả hữu đương tràng tóc hoạch quân tiền hậu chém sạch hung kinh trận tiền bắt được bá linh à, bắt được bá linh. Cái chỗ phạm nhan này bá linh này thì ở trong phù nó có cái đạo phù phạm nhan bá linh này là cái câu chuyện đã kể rồi, nhưng mà ở dưới mình thì gọi là phạm nhan từ tà chém phạm nhan, còn ở trên dân tộc họ gọi là ma gà. Cái này rất nguy hiểm, đàn bà phụ nữ mới đẻ trẻ con là hay rất là hay rắc rối lôi thôi, cho nên là bây giờ thì người ta cũng không hay làm mấy, ở dưới mình không hay làm mấy, nhưng mà đi nhiều chỗ người ta vẫn làm không được. À, bắt được bá linh trận tiền, bắt được bá linh phân làm ba khúc đắm mình trường giang, đây chém làm ba thì đã giờ nó hóa là con đỉa con muỗi con rồi các thứ đấy, khi mà bắt được nó rồi đem chuẩn bị đem tử hình ấy, thì đem chém thì giống như người ta đem ra bờ sông người ta chém, thì cứ nó tu được luyện được phép nên cứ chém đầu nọ nó mọc đầu kia, cái xong đầu là đến lúc mà cái đời nhà Trần thì người ta quy Phật, xong đầu là được Phật bà Quan Âm dạy cái phép mà thư đúc kiếm, thư kiếm để lấy cái đấy, thế là bắt đầu người ta mới chém, thì cứ chém nhiều lần rồi nó mới tức quá, thế cái quân mà đi chém tức nó không chết, không chết, xong bắt đầu chém nhiều lần nó không chết, thế nên bây giờ lúc bây giờ mới tức quá, xong bắt đầu là đến lúc nó biết là cái đợt đấy nó chết, bắt đầu với khi mà chém xong, xong bắt đầu là chém nó chết, thì nó mới hỏi là nó mới hỏi bây giờ nó được, đây là cái luật nhân đạo, nó từ cái quy luật nhân đạo nó từ xưa ấy, mới khi trước khi chết để cho ăn ấy, thế cái hội tù thế, bây giờ khi mà tử hình là cứ cho ăn ngon đấy, bữa cuối cùng đấy, thế thì khi che chết thì nó biết nó sắp chết thì bị chửi tức quá, là bởi vì chém nhiều lần nó không chết, đến lúc bây giờ là biết chết, nhưng đến lúc thế nó bảo thế trước khi chết thì cho nó ăn cái gì, tức quá bảo ăn ba vạn bát. Ê, thế là đến lúc là nó chém nó xong, bắt đầu là nó chết, lần đến nó chết thì nó mới hóa ra con đỉa, hóa ra con muỗi, con các thứ, con đấy, thì là bắt đầu là nó mới cứ đi nó bám vào người, nó mút máu. Thế với hai đây là nó hóa là bá linh phạm nhan, nó hóa ra nó vào nó ăn thai trẻ con, rồi là đàn bà chữa, rồi là những người mà đến tháng là nó hay bị cái tà đấy. Đấy thì là có một cái đạo phù người ta đeo ấm hộ đấy, không được à, một cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là từ đó đi thì nó mới có nhiều cái vấn đề gọi là đem mình đem ra cái gì bây giờ, ví dụ như mình chặt cái khi mà mình
vì cái nguyên bản là cái đạo phù thư đốc kiếm này là của Phật Bà Quan Âm dạy bên nhà Trần. Đấy, người ta dạy bên đấy, thế là Phật mới báo mộng cho, thế là từ đấy mới chém được nó như thế. Thì là bây giờ cái gì người ta gọi cái câu này phân làm ba khúc để đắm mình ở Trường Giang. Thế thì cứ che đến lúc mà nó mới cứ chém xong, bắt đầu là bây giờ thì các cái thứ mình ví dụ mình đi Phật Mộc hoặc là đi chỗ nào cũng trảm ba đấy, đệ nhất trảm, đệ nhị trảm, đệ tam trảm, đấy là cái phép chém thư đốc kiếm. Đấy, thư đốc kiếm thế là chém làm ba, hoặc là mình đi mình thừa cái thang chuối, mà khi mà mình xong thang chuối rồi đấy, thì cũng gọi là mình khi mình phục hồn xong cái thang chuối cũng chém làm ba. Nhưng mà thực chất của nó là vì nó chém vào ba huyệt bành cư, bành kiều, bành chất, đấy là nó chém như thế. Thế đến lúc mà khi mà nó chết rồi nó lại hóa ra, cứ chém lên con đỉa thế, bây giờ cứ chém, cắt nó ra nó lại tự nó lại, đấy là nếu mà khoa học bây giờ thì người ta phân tích nó là cái giống gọi là nó tái sinh, giống tái sinh. Còn là theo về cái nguyên do ngày xưa thì đấy thì cứ nó có phép thần thông đấy, cái cụ bỏ thế, nên nó cứ chém đầu nọ nó mọc đầu kia ra, nên giờ con đỉa thế. Thế đến lúc mà nó vào nó mới hại người, nó bám mà nó hại người, xong con đầu là nó mới vào là ăn máu huyết, uống huyết ăn máu các thứ đấy, thì là mới đến lúc phải gọi là nhà Trần mới thượng đồng lên, xong con đầu mới xuống âm, thì nó bây giờ nó mới ra cái chuyện đại thượng đấy chứ không phải không đâu. Đấy, thượng đồng lên xong con đầu mới xuống để trị cái càn thác, đấy, gọi là càn thác, trị là càn thác. Thế rồi bắt đầu trị nó, giờ mới có cái chuyện thượng đồng. Thế nhưng khi nào mà có cái việc gì thì người ta mới hầu về nhà Trần, có tóc tà trị bệnh, người ta mới hầu, người ta mới thượng đồng. Bây giờ nhiều lúc cũng chả có cái việc gì, cũng hầu thượng đồng lên cho nó oai, nó không phải xiên lình các thứ lấy dấu mặn. Thế là khi mà ở mình ấy, thì là ở mình thì là khi mà làm cái đạo phù mà trừ cái càn thát đấy, càn thát bà vương ấy, thì người ta phải lấy cái cứt gà sáp ấy, cứt con gà sáp mà nó ỉa đấy, thế là người ta hòa với lại mực, hòa với lại mực để hòa với son này, mực với son này hòa đấu vào nhau, với cứt gà sáp với lại cái máu của con lươn ấy, gọi là con lươn ấy, người ta cắt cái tiết con lươn, người ta cho vào từng lấy cái thứ, người ta viết cái lá phù để mà trị cản thát, trị tà, đấy là như thế. Còn là trẻ ở trên dân tộc thì là nếu mà khi mình gọi là cản thát, chứ còn chính cái đạo đấy trên dân tộc người ta lại gọi là ma gà. Thì những người mà, nhưng mà của mình ấy thì là trừ, nhưng mà ở trên đấy thì nó lại hay bị ma gà, là ví dụ như mới đẻ ra nó, những người mới đẻ hay bị sưng vú, hoặc trẻ con nó bỏ vú, hoặc là những cái người nào để, ở mình thì lại trừ, nhưng trên dân tộc thì cũng có người người ta lại luyện cái ma gà, luyện cái càn thát này, người ta thờ, người ta luyện đấy, thờ luyện thì nó chỉ cần nó khen trẻ con cái là đang đi đường bình thường này, trẻ con đang đi đường bình thường này, người ta chỉ khen cái là chốc về không cẩn thận, không nhanh là chết đấy, là do cái mình gọi là ma gà, nhưng mà chính ra nó là cái càn thát. Thế nên là phải biết trị được càn thát, thì nó có nhiều cái đạo phù trị càn thát. Giờ thì ở dưới mình đầu tiên là bỏ hết rồi, giờ không ai chú ý cái việc này chứ rất là quan trọng. Thế thì tại sao người ta lấy vậy? Thế thì ở trên dân tộc ấy, khi nào mà đi vào mà nhà nào mà nó thờ ma gà thì là cứ phải khi mà bị dính cái phù đấy, hoặc chưa dính chẳng hạn, thì đi vòng sân xong rồi đầu xem là nó có chỗ nào con gà ỉa cái cứt gà sáp ấy, thì dẫm vào cái cứt gà ấy, thì không bao giờ nó làm được phù mình nữa. Đấy là một cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ăn quả ớt. Khi mà bị cái phù đấy hoặc là vào đấy mà đừng có gắp trước, đi và lên dân tộc đừng có gắp ăn trước. Đấy, xong rồi đầu là phải cắn miếng ớt ăn trước, thì nó cái hai cái đấy là nó kỵ nhất cái phù đấy.
đấy gọi là ma gà. Nhưng cũng có những vùng cùng như thế, nhưng ở cái vùng ở trong như kiểu miền trong mà giáp ấy, nó gọi là vùng Hung Nô ấy, thì là nó ra cái vùng đấy thì nó cũng luyện cái như này. Xong bắt đầu là có những ở trên vùng, trên dân tộc Sơn La hoặc các thứ thì chính cũng một cái đạo này, thì là họ mới luyện nó mới thành đến cái mức độ cao thì nó mới thành gọi là mình giống như kiểu ma cà rồng ấy. Nhưng mà chính là nó vẫn là cái càn thát này, nguyên sâu xa nó vẫn là càn thát này, nhưng mà đặc biệt cái ma cà rồng thì nó lại như này, nó lại luyện cái đấy. Xong bắt đầu là nó với, nhưng mà nó chỉ vào người, nó chỉ nhập vào được người phụ nữ thôi, chỉ phụ nữ luyện được thôi chứ đàn ông không luyện được cái đấy. Đấy, ma cà rồng nó chỉ bị phụ nữ, còn khi nó ám ảnh thì nó mới ám ảnh đàn ông. Nhưng mà trong người đấy thì những cái ma cà rồng thì là nó cứ đi nó mò bẩn nó ăn, nhưng mà không phải là ma cà rồng mà trông như kiểu chúng mày xem trong phim đâu, nó vẫn nhập vào cái người bình thường, người con gái bình thường. Đấy, nhưng mà xem đứa nào mà người con gái bình thường mà nó rất là đẹp đấy, thế mà môi lúc nào nó đỏ chót, nó không phải xăm môi bây giờ đâu, môi đỏ chót, da trắng, thế mà nhất là vú nó lúc nào nó căng phồng, kể cả có con nó cũng rất là căng, thì cái người đấy phải nên đề phòng. Thế nhưng mà nó lại có một cái là nó đi cái đấy thì nó lại chuyên môn như này, nó có cái nước gội, nước gạo của mình ấy, cái nước gạo vo gạo của mình ấy, thì nó cứ để nó cứ vo gạo cái, thì là nó để cái nước để tối nó mới tắm lên nó gội đầu cái, thì là bắt đầu là đi thì nó trông như kiểu là mình cái tinh đất mà mình thỉnh thoảng mình trông nó giống y như kiểu cái phản quang ở cái biển báo hiệu đường bây giờ đấy, nó như thế. Nó đi mà nếu mà trông là sáng lòe, nhưng đi là đấy là phải khép chân vào, chứ nó đã chui được qua háng mình là nó sẽ bắt được vía là chết ngay. Đấy là như thế, chứ không phải không bắt được vía nó chết ngay. Với hai nữa là cái nhận biết, cái nữa là hầu như cái đứa nó có răng nanh. Hầu như cái những cái đứa như anh này là bị ma cà rồng này, này còn răng nanh là bị ma cà rồng này. Rồi thôi, con đang nghi ma cà rồng. Đấy, ma cà rồng không, thế nên là, nhưng mà người ta vẫn lấy con, lấy vợ, lấy chồng đàng hoàng tế vẫn đẻ nhé, nhưng mà nó không phát hiện được đâu. Đấy, nó như thế. Nhưng mà chuyên môn ăn đổ bẩn, chuyên môn ăn đổ bẩn. Đấy, chứ không phải không. Nhưng mà cái đấy nó ăn về đêm thì... Ăn về đêm, nó chỉ ăn xương, đi ăn xương đêm. Nó đi mò được cái gì, nó ăn cái đấy, hoặc nó đi như kiểu đấy, nhưng mà gần sáng thì nó lại về. Đấy, gần sáng nó lại về. Không phải không. Nhưng mà nó khỏe lắm, chứ không phải không đâu. Nhưng mà ở trên dân tộc ấy thì cứ cái nhà nó đi về, đi một lối, về một lối. Nên là nó cứ vào cái nhà nào cổ cổ, bây giờ thì nó không còn, nhưng vào nhà nào cổ cổ mà có hai cái cầu thang lên ấy, một cầu thang lên, một cầu thang xuống, cái nhà đấy là phải nên cẩn thận, coi chừng, chứ không phải không. Thế nên là nó cứ vào, cứ cái chậu, nhưng mà tối nào đổ được cái chậu, cái nước gạo của nó đi, thì nó không gội đầu nữa. Đấy, thì nó không vào nữa thì thôi. Nếu không đi gọi đầu thì thôi, nó không đi được. Chứ còn đi, bây giờ nếu mà trông mặt cà rồng ấy, là nó cứ sáng lòe, đúng như kiểu là cái đèn phát quang, cái phản quang ở đường ấy. Đấy, đúng như thế. Thế mà người rất là đẹp, chứ không không. Hiện tượng quỷ nhập tràng, quỷ đến trường ấy. Thế nên là, đấy, tại sao mà chém làm ba khúc, bởi vì đấy là giải thích cái chỗ này là như thế. Thì bây giờ là nó có hai vấn đề. Đấy, một là ma cà rồng nó đều ở nguyên nhân như cái chỗ này nó ra hết, chứ không phải là không. Một với hai chém ba khúc, bởi vì nó chính ra là cái đạo thư và đốc kiếm là người ta cứ chém là nhất trảm, nhị trảm, tam trảm, bất kỳ cái gì chém làm ba chẳng hạn. Thì hoặc là ví dụ mình có tiễn gạo muối, mình tiễn thì nhất đoạn đoạn tuyệt, nhị đoạn đoạn tuyệt, xa phương bất đắc khỏi cố, cái gì nữa là làm ba. Bởi vì là người ta chính là nó ở cái chỗ đạo phù mà trừ. Đấy, chém mà đốc kiếm thì thư cái đạo phù đấy vào người ta chém. Đấy, không phải không.
thì là phải biết cái này để mà nhiều ông thầy ấy, mà ở xuôi này đi lên dân tộc mà không biết sao con đầu nó mời ăn uống chẳng hạn, mời rượu mà cứ ngồi xuống sơi luôn là thôi rồi, thế là không, thế là chết rồi, phải biết đấy, nên là lúc nào phải phòng, đi lên đấy là phòng quả ớt đấy, chứ không là không phòng ớt với lại cái đấy, chứ còn cái mã cả đồng nó là như thế, chứ không là không đâu. Còn những người tiểu tốt tuyến họ vinh sinh được ra dòng một nhà trung đỉnh bốn vương vang lừng nào viết chuyện đây, chữ này mới là chữ chuyện này, truyện triện này, triện chuyện triện, hai cái chữ khác nhau. Đấy, cao thẳm xa thân vương về thẳng Bồng Châu hồi 10 tháng 8 mưa thu Phật đâu mãn quả tiên đâu đầy thuyền tưởng công đức sinh tiền như tá. Ma xó thì chính là gọi là ma xó thôi, chính là nó là người ta thờ ma rừng ma xó cùng hòa tới đây, chính là người ta thờ vẫn là thờ Sơn Trang, các cái bà chúa Sơn Trang, nhưng mà người ta thờ đấy thì người ta cứ nắm cơm người ta bỏ giỏ trong luyện cái đấy, luyện luyện nắm cơm này bỏ cái giỏ, nhưng bây giờ mình về mình không có giỏ bỏ, nhưng mà chính là nó có cái như kiểu là lên dân tộc mà hôm đó nó cứ đeo đeo như kiểu là ấy đấy, nó có cái đằng đeo ở đằng đằng đấy, là chính là người ta nắm cơm người ta bỏ ở đấy, có cái bài luyện ma xó. Ma xó thì nó cũng cũng ma gà là nó phải xây cái hòm nuôi đấy. Còn ma xó thì nó lại cứ bỏ cái cơm người ta đem người ta treo lên ra rừng, xong rồi nó mốc lên, xong người ta lại thay cơm đấy. Cái cách luyện đấy là như thế, chứ chính là nó vẫn là luyện Sơn Trang. Thế nên trong cái chỗ mà cơm mốc vàng hoe đấy, đấy chính là mình người nào không biết thì người nào không biết thì cứ bỏ ma xó, chứ không phải là ma xó, mà tất cả đấy là đều là các cái bà vị chúa gần Sơn Trang, chứ không phải không. Thế nhưng này ở trong trong ấy mình vẫn cứ nói là cơm mốc vàng hoe, mắm ngấm chua, mắm ngoé chua lòe, cơm mốc vàng hoe ở cái chỗ đấy. Thế nên là người ta với cứ khi người nào mà luyện cái bà Sơn Trang, chính cái luyện được đắc đạo của bà Sơn Trang ấy, là người ta xem được bói được, vì là xem cái bà đấy là bói được, vì cái tội lần thì là nó cái gì nó cũng biết đấy, nhưng không phải không. Thế nhưng mà cái bài luyện đấy thì lại phải đòi hỏi là người ta cứ đi treo cơm ở trong rừng đủ 100 ngày đấy, xong lại về người ta lấy cái đấy, chứ không phải không. Cơm bỏ ướp treo gốc cây, à biết được nó có treo ở đâu, giờ treo là ăn hết. mình đổ hết các cái loại sách mình biết, nhưng mà không làm được những cái đấy, làm nó cũng chẳng có thời gian để làm. Thế mà chẳng có thời gian để mà làm, mà hai nữa là làm giờ nó khó lắm. Bây giờ nhiều người cứ bỏ được thì là làm ký binh ký viết các thứ, giờ chẳng ai ký được, cấm vía chẳng cấm được. Người ký binh bây giờ nó có nhiều loại ký đấy, ký dinh binh ngũ lôi quan tướng ngũ hổ thông dụng hết, người ta ký ngũ hổ. Thế nhưng người ta phải khi cái ngày lập đồn ký dinh là riêng rồi, thế nhưng khi ký dinh ấy người ta phải kiêng đủ 100 ngày, là kiêng vía cấm giới đủ 100 ngày. Đấy, xong bắt đầu là đủ 100 ngày xong bắt đầu là người ta với lấy đổ thế là người ta mới múc nước ở ngã ba sông. Thế xong bắt đầu là người ta mới về người để một cái chum nước, tối nào người ta cũng lấy cái gáo gì kiểu mình bảo phổ ấy, người ta mới múc đổ vào, ngày chẵn ngày lẻ thì người ta múc bao nhiêu gáo. Đấy, cái đấy nó cũng là cái bí hiểm đấy, chứ không không đâu. Thế xong bắt đầu múc đổ một cái bát, cái gọi là cái bát đàn ngày xưa, nhưng chính là cái bát ngày xưa nó bằng sữa, bằng giờ nó cũng bán đầy gốm sứ, nó bằng cái gốm chứ nó không phải bằng sứ đâu. Đấy, cái bát đấy xong người ta múc nước người ta đổ đấy, xong mỗi một lần người ta đọc một câu thần chú thì người ta đọc câu thần chú thì người ta lại mỗi lần đọc câu thần chú thì người ta lại bỏ một hột đỗ vào đấy. Đấy, đủ 100 hột đỗ đấy thì người ta ngâm qua đêm.
xong sáng mai phải dậy sớm đi gieo hột đỗ đấy, để nó gọi là đi gieo binh đấy, đi luyện binh như thế. Bây giờ có đứa nào nó luyện binh ở đâu? Thế xong còn đầu cứ bảo thì ký dinh ký giết đấy, làm như thế. Thế rồi mỗi một hôm là phải làm đủ 100 lần như thế, 100 hột đỗ không thừa không thiếu, đọc hết cái bài thần chú đấy, đọc 100 lần cái thần chú đấy. Thế xong bắt đầu là đi ra ngoài, xong bắt đầu ấy để cái nước, ngâm cái nước ấy vào cái bỏ cái bát ấy, cái ghẻ, nên là khi người ta luyện dinh, người ta để cái chum nước ở đấy với cái gáo ở đấy, cái bát ở đấy. Thế ở đầu người ta mới luyện, luyện như thế xong ở đầu là người ta cấm vía, đi thì không thấy ai, về không thấy ai, nhà nào mà phải ở gần bãi tha ma hoặc là các thứ. Thế tại sao người ta cứ chọn bãi tha ma? Thì trước những người người ta đi lên bãi, không hay đi lên bãi tha ma mấy, thế người ta cứ ra người ta gieo. Ví dụ như là cái mộ mới chẳng hạn, có mộ mới nào mà cứ thấy đỗ mà nó mọc ấy, thì là nhất định là ở đấy là đang có người, người ta có ông thầy nào đang luyện binh. Bởi vì thì là cái mộ mới thì nó ướt, nó ẩm, nó lại mới đắp lên, xong ban đầu nó lại có cái khi mà ngày xưa thì nó không có đạm lân như bây giờ, thì cái nguyên khí với lại cái khí mà của cái người chết ấy, bốc lên ấy, giống như kiểu là nó tốt cỏ, nó xanh cỏ, hoặc là giống như kiểu ở trong rừng cao su ấy, nó mới hút cái chất người ấy. Nên là ngày xưa khi đi phu cho Pháp ấy, các cụ kể lại là ở trong cái bài thơ của Tố Hữu, cái bài thơ gì đấy nó đã có cái câu thì là thân xác thì vun gốc cao su đấy, đấy như thế đấy. Thì khi mà nó thế là nó mới có cái như kiểu cái chất đạm ấy, thì người ta mới rắc cái đỗ đấy thì nó mới nảy. Thế mà nó có hai trường hợp, một là nó phải nảy, hai là phải mất. Đến lúc mà đi giấu đỗ ấy, cái ngày gần ngày cuối cùng đi giấu đỗ là gói đỗ ở chỗ nào mà mai nó mất, thì lúc bây giờ mới gọi là luyện được binh. Chứ không phải không, xong rồi đó đi không gặp người, về không gặp người, người ta sáng ra như thế. Nhưng mà không, đi đến lúc người ta rắc đỗ 100 hạt đỗ đấy, người ta đi người ta rắc 100 hạt đỗ thì bây giờ mới nhân lên là đủ 3 tháng 10 ngày, không thiếu ngày nào. Nhưng đi rắc đỗ như thế rắc xong có phải lắc gì? Không, nó thế chứ, nó cứ thế là được chứ. Cứ thế là thả xuống thôi, nó còn đi gieo binh cơ mà. Nhưng mà mỗi một cái hột đỗ, mỗi một lần cầm hạt đỗ này là người ta đọc một cái câu thần chú đấy, xong người ta bỏ hạt đỗ vào trong cái bát nước ấy. Cái nước này thì là người ta lấy là nước gọi là Trường Giang thủy, có nghĩa là lấy ở cái chỗ ngã ba sông. Đấy, thế xong bắt đầu lấy ngã ba sông, xong bắt đầu mới để đấy, thì ngày chẵn ngày lẻ múc bao nhiêu gáo cho vào đấy, cái gáo nhỏ thôi. Thế nhưng cái nước ấy chỉ lấy một lần thôi đúng không ạ? Người ta lại lấy một chum, hai ba chum, người ta để tích trữ ở đấy. Đến lúc mà cái hôm đầu tiên ký là người ta phải để mấy chum nước, nên là luyện cả cái nước thủy rồi. Thế xong bắt đầu là người ta luyện nước đấy, thì đến lúc người ta múc ra mỗi tối múc một gáo hoặc hai gáo, ba gáo, bốn gáo, nó tùy từng ngày chứ không phải không. Nó ăn theo chi theo giáp đấy, đúng không? Thế xong bắt đầu người ta khi mà múc nước người ta phải thè độc. Múc nước ra cứ mỗi một lần múc ra đổ người ta thè độc. Thè độc xong bắt đầu người ta mới cái đỗ xanh ấy, chứ không phải không đâu. Nó có hai vấn đề, một là đỗ xanh, hai là đỗ thâm. Nếu mà ai mà người ta luyện mà về dinh binh khác, dinh tướng khác là chọn đỗ xanh, đỗ đỏ, đỗ ấy là người ta chọn đỗ. Nếu mỗi một tối thì 100 cái đấy xong đâm gieo xong bắt đầu là với thư trấu phát lương. Mỗi tối thì còn một bỏ ít trấu vào cái nồi, người ta rúm một hai ba rúm trấu người ta bỏ vào đấy. Cái quy trình làm thế giờ thì thấy chả ai làm mấy cái kiểu thế nữa, mà giờ cũng chẳng ai đi thả đỗ. Bây giờ chỉ gọi làm cho nó con lệ, cứ bỏ làm sao mà nó không linh thiêng nói thế kia, giờ không làm được. Cái dinh binh, dinh tướng, rồi là các loại dinh nhá, Xuân Trang nó cũng có dinh nhá, thế rồi Ngũ Lôi cũng có dinh, Ngũ Hổ cũng có dinh nhá, Tam Danh nhá, Độc Cước nhá. Thế thì kể cả cái bây giờ ký thực kinh Xuân Trang, cái dinh nhà Trần, hai cái dinh đấy là cái ngon nhất. Sau này nó không hại gì cả, rất là tốt, và chẳng ai làm được. Không, ui, nói chuyện là nhiều người chứ em. Chào mọi người nha, chúc mọi người buổi tối vẻ đang ngồi nói chuyện chơi vui tí. Nay mệt quá không đi làm, vừa đi làm về.
Giờ thất truyền. Chả phải thất truyền đâu, thất bảy bảy cái truyền. Giờ chả ai làm mấy cái đấy, giờ thứ nhất là nó không có thời gian, thứ hai là cũng có những cái việc bây giờ không thể nào làm được. Thì trước thì đi nó không gặp người, về không gặp người, bây giờ ra bãi tha ma nó còn dẫn cả người yêu ra đấy, nên là chả làm được cái gì cả. Thế bây giờ các thầy Pháp giờ không kỳ công như xưa các cụ, giờ không kỳ công lắm, giờ không muốn chịu hy sinh, bây giờ phải ăn chay, trai giới cho nó tịnh tâm, xong bắt đầu chú. Nên 100 ngày đọc chú thì nó đã gọi là đã rất là đấy rồi. Thầy xin chào nhé. Nên là cứ bảo làm sao các cái bài luyện người ta thuộc, bởi vì tối nào người ta cũng đọc 100 lần cơ mà. Đọc lên 100 lần, tối nào cũng đọc 100 lần, ấn quyết người ta cũng nghĩ 100 lần. Đấy, nên là hay nhiều lúc thầy ở đây. Giờ Thái Bình đấy, đang ở Thái Bình đấy, người Thái Bình đấy. À, Đông Hưng, Đông Quang, Đông Hưng, Thái Bình. Thì cứ bảo là nhiều người cứ kỳ thị, cứ bảo là thì là ma xó, có hiểu gì ma xó đâu. Chính là cái bà, các cái bà sơn trai, ngày xưa các bà đi làm nương, cái xong bắt đầu là đi làm nương thì người ta ngủ cả trong rừng, thế người ta mới sinh cái luyện như thế. Cái bài sơn trang, cái bài cuối của cái bài tổng sơn trang ấy, đấy, cơm mốc vàng hoe, chính là thế. Người ta đi treo cơm để người ta luyện cái mày cái tao đấy, như thế. Thầy Pháp giờ mà ăn có mà vợ nó vứt hết chung mũa ra sân. Bình thường chả có gì cả. Ăn chay được thì tốt. Thì tốt để mà luyện. Đấy, cái đấy người ta phải bắt buộc ăn chay. Khi luyện dinh người ta phải bắt buộc ăn chay đủ 100 ngày đấy. Không phải không. Sợ ma là không dám ra nghĩa địa. Ui giời. Nên chỉ có sợ ma đầu đen. Giờ là gì? Khó lắm luyện này, khó. Đấy, ma cà rồng nhá. Rồi ma gà nhá. Ma só nhá. Nghe thì nó rất là sợ. Nhưng mà chính là biết ra nó cũng vẫn là một chứ không phải không đâu. Đấy, thế thì nó ăn chay ngủ mặn là chuyện bình thường. Đấy là cái chuyện không có cái gì cả. Bởi vì đừng thì là tôi cũng ăn chay, cũng có hôm ăn chay tôi ngủ mặn. Bởi vì đừng thì là kể câu chuyện nói thật vào sao, tại sao ăn chay ngủ mặn. Đấy, nghe chưa? Ăn chay ngủ mặn thật. Bởi vì đừng thì người ta có cái đá muối ấy, có cái giường đá muối ấy, để người ta khi mà ta cắm điện lên để người ta cho nó thông huyết mạch ấy, thế rồi đi massage ấy, thì là công nhận là ăn chay nhưng ngủ mặn thật. Đấy, mặn lắm, cái đá muối mặn lắm. Giường đá muối giờ phải mấy chục triệu đấy. Nhớ mấy thầy có cục đấy, cái cục để chân đấy, cái đá muối đây. Thì là cứ nó từng phiên phiến đá muối này, này. Cái đấy tốt lắm, cực tốt. Hả? Có. Nó không tan. Nó vẫn chảy nước, nó vẫn nó độ ẩm. Nó vẫn có độ ẩm, nhưng mà nó gọi là đá muối chứ nó không gọi là cái, nó không phải là cái đá như kiểu mình để mà ở tủ lạnh, mà đấy là cái họ khai thác cái đá tự nhiên nó xẻ ra như thế. Không phải không. Có bài nào đuổi chuột không bác, nhà cháu nhà chuột thì cứ bình thường cứ làm, bây giờ nó quảng cáo đầy trên mạng ấy. Đấy, trên mạng này đuổi chuột đấy, cái lọ thuốc gì khi đang tốt hoàng tiến. Thầy có đi hành pháp tang lễ không? Làm thầy thì chủ yếu đám ma, mà không đi hành pháp tang lễ thì ở nhà làm gì. Trường trả ra bình thường cũng hay đi. Xin chào Tâm Hà Việt, chào mọi người nhá. Thôi về thì về đi. Đi về à? Thế thì về thì cũng về. Thế về thì cũng về. Về thì anh về thì anh cứ về đi. Vâng, con đi làm về. Có ông thầy Pháp lên chùa đóng cửa sợ ma. Ông Đồng, chuyện bình thường. Làm liều quá thì làm bẩn quá thì nó ma thôi.
Thầy ở đâu Thái Bình? Tôi ở xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Địa chỉ có như thế, lên Google Maps đánh ra, hoặc dẫn về đường đi. Chính là ai mà luyện được dinh Sơn Trang cũng gần như kiểu dinh Ma Xó đấy chứ không đâu, hoặc là ấy. Thầy ơi, thầy con ở Hưng Yên. Cũng không xa lắm, từ đây sang Hưng Yên bình thường. Trước chúng tôi còn đi sang cả Trung Quốc học cơ mà, còn chả thấy xa. Thầy hôm nay, nay mới lên từ Tết giờ live stream, lên mạng chơi tí cho nó đỡ buồn. Đầu này họ không chơi cái Facebook, họ sang cái TikTok top mỡ hết rồi. Cái này họ đi hết sang cái top mỡ để còn xem bói cơ. TikTok hết rồi. Cũng gần gần rồi đấy. TikTok. Phúc Khánh Điện xin chào. Xin chào nhé. Chào mọi người nhé. Top. Ừ, nó lên top hết rồi. À, nó không chơi cái Facebook này nữa. Chỗ nhà em có ông thầy pháp làng lên chùa bắt nạt sư chết nghèo rồi thầy ạ. Bắt nạt người khác thì chả chết rồi. Thầy nghĩ sao về việc thờ tổ tam thánh? Chuyện đấy chuyện bình thường, tam thánh thì đạo giáo người ta vẫn thờ bình thường. Top. Thầy có cần lên không con tư vấn? Tôi có cái nick 170 nick top và 170.000 người theo dõi đấy, nhưng mà tôi không lên cái đấy đó. Để tự chào thầy. Cái top thì mình không hả ha. Anh chia sẻ thầy đang live chia. top thì cái lên cái top ấy. Thầy mua nick có đứa nó lập cho, thế chỗ thầy có cho thuê phòng trọ không? Nhà tôi nhà tại gia làm gì có, ở đây nó không phải công khu công nghiệp, không có chỗ cho thuê phòng trọ, phải ra khu công nghiệp nó mới có phòng trọ. Ừ. Không là không khất khai thần viến trong dòng Nga Trần. Đấy là gọi là các cổ ngày xưa các cụ gọi là khất khai thần phiến, còn bây giờ thì là giống như kiểu cứ bảo ngã quạt số bói, nhưng mà chính ra thì người ta có cái quạt đấy, chỉ có bên Sơn Trang người ta mới có thôi. Xong ban đầu người ta thư phù ở đấy, xong có cái đạo phù khất khai thần phiến ấy, thế xong người ta làm phù cho thì ai người ta xem bói hoặc người ta cúng về chỗ mường người ta mới cần cái quạt đấy, không phải là không. Nhưng bây giờ thì cứ gọi là bỏ đi mở phủ rồi ngã quạt chỗ bói, tam tỏa chỗ bói, nhưng chính nó không phải. Ở trong khi làm đồng ấy thì người ta vẫn có cái sở khất khai thần phiến, xong có cái đạo phù ở đấy, xong người ta khai đồng ấy, thế là để cho người nào mà có căn có số thì người ta xem bói. Nó lại hot nhất Shopee thì thế nào, có bán cái gì đâu Shopee. Về cái binh Sơn Trang, ký binh Sơn Trang, ký binh tám tướng này, ký binh tám tướng Đỗ Trinh, Đỗ Triệu, Đỗ Hiệu, Đỗ Bích, Đỗ Trung, cái tám tướng ấy, thì trong đó người ta ký nó cũng vẫn làm bằng môi, xong người ta khoan ống nứa người ta làm ký binh. Người ta vẫn làm bình thường ký binh Sơn Trang, thì sau này ký binh Sơn Trang nó có cái lợi là sau này nó không hại. Cái quạt ấy để em đi bói cho tỏ. Chính ra cái khất khai thần phiến này là cái quạt này là của bà Quỳ Cốc đấy nhá, chứ chả chuyện đùa đâu. Ở trong đấy nó có 100, nếu mà ai mà khất khai thần phiến xong bắt đầu
nó có 100 cái quẻ của bà quỷ cốc ấy, 100 cái quẻ của ông quỷ cốc mà dạy bà chúa chúa Nguyệt Hồ đấy, nhưng mà không phải là cái ông quỷ cốc ở bên 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 như kiểu xem phim tàu đâu. Ký binh sơn trang thì nó có cái lợi là sau này nó không khi mà cái người mà chủ ấy mất đi rồi thì nó không còn lưu binh nữa, mà nó giống như kiểu binh sơn trang hay là nó giống như kiểu ký, như kiểu đàn ong ấy. Khi mà chủ mà mất là tự nó đi đấy, chứ còn nếu mà ký binh như kiểu binh dinh, binh tướng hoặc là ký ấm binh ấy, đấy. Thế nên là nếu ký cái binh ấy thì nó cứ lưu truyền ở đất mãi, sau này là cái đất nào đã ký binh rồi thì vẫn cứ phải theo dõi, vẫn cứ phải phải làm, đúng không? Đấy, như thế ký binh sơn trang như thế. Mình thì cũng gọi là bác chó nghe hơi, thì nghe các cụ kể thế thì còn cũng không biết là thế nào. Có số điện thoại Tự Huyền Không, ký binh sơn trang. Ký binh sơn trang thì bình thường thì phải, vẫn phải đi tìm môi, vẫn phải tìm cỏ, cái cỏ thi ấy, cỏ thi cỏ mùng 5 tháng 5 ấy, vẫn phải lấy lúc buổi sáng, xong bắt đầu là chưa có nắng, xong bắt đầu là lấy, xong đầu để cái muốn ký được là phải chuẩn bị, phải lấy cái cỏ trong vòng, để trong vòng lấy 3 năm đấy, 3 năm cả cỏ, năm nay lấy một ít, sang năm lấy một ít, sang năm nữa 3 năm đủ cái đấy thì người ta mới ký. Xong bắt đầu người ta phải đi lên rừng, người ta tìm cái tre kiến này, gọi tre cụt ngọn đấy, xong người ta lấy 8 cái ống tre, xong người ta mới làm 8 ống, người ta ký. Xin chào nhé. Nón tu lờ. Ở đâu? Mày lại đem ra. Làm sao để bói được? Con đi xem người ta bảo có căn bói, không biết xem. Ui, xem được bói thì là nó phải do căn duyên, căn số. Thứ nhất là được thông thiên, hai nữa là một là phải có căn duyên, còn nếu mà không thì ai là phải người phải đi học hành đàng hoàng tử tế. Muốn xem bói như kiểu là cây vầu ấy, ở chính là ở trên họ gọi cây vầu. Cây vào ấy, nó cụt ngọn ấy, mà hoặc là cái cây vào, hoặc là cái cây nữa, cây mà ở trên rừng mà họ hay lấy, họ làm cái ống cơm lam ấy, chính là cái cơm lam. Người xưa cơm lam người ta mới rét là cái ống đấy, nhưng mà chính là người ta đi lấy cái cây tre mà nó cụt ngọn, xong nó có nước ở trong đấy, thế là về người ta mới lấy cái cây đấy thì nó mới được. Hoặc giống như kiểu là thì ở dưới xuôi mình có một cái đạo phù mà yểm trùng tang, người ta lấy cái cây tre kiến này, cây tre kiến này. Anh Đức này, cây vào đầy, cây vào chỗ nào chả có. Măng tre, măng vào, cây giang. Mỗi nơi nó gọi một cái kiểu khác nhau. Ký cái binh đánh được thì nó dễ. Hoặc là ký binh nhà Trần thì cũng được, đạo nội ký binh nhà Trần cũng được. Ông xem dạo này làm sao con lại không bốc xuất được. Khả năng là thiếu âm dương đấy, phải lấy vợ đi thì nó mới được, mới bốc xuất được ông Duy ạ. Vào Yên Bái con nhiều lắm đấy. Thì chỗ nào là có, nhưng quan trọng phải lấy được cái cây vào mà nó lại bị cụt ngọn cơ. Một ngọn đấy thì nó có cái cây mà nó tự nhiên nó có cái gióng nước ấy ở trong đấy, chứ không phải không thì mới, cây đấy nó mới có tác dụng. Chứ còn là nếu mà cái cây bình thường thì đầy thiếu gì. Đấy, xong về người ta mới phơi, mới làm cái đấy. Ui, nhiều cái cụ dạy thì nó cũng chả hiểu nó làm sao. Cái cây đấy xong về còn phải đem ngâm vào. Dạy trong cái ký sơn trang. Cây nứa cây vào, Yên Bái có vào nhưng có nước, nó lại bị đen ống. Ô, cái cây đấy thì nó thế,
Thì hiện nay lên chơi cho nó cả rừng thì tìm dễ thôi. Đấy, thì cần tìm được 8 ống thôi, vì 8 tướng mà. Còn là 8 tướng với lại 4 họ. Chặt đi. Chặt đi lấy một ít làm cái cây tre, cây vào đấy người ta làm cái đạo phù khoán cho khoán thề trên sân tra, ở trên mường người ta vẫn làm cái phù khoán thề, phải có cái đấy đấy, cây tre, cây nứa đấy. Thì nó phải hỏng, nó phải thế, nó mới gọi là cái cây dị dạng, chứ còn nếu mà cây mà bình thường thì nó lại không được. Cây bình thường thì nó lại không có nước, phải lấy được cái cây có nước đấy thì mới được. Giống như kiểu cây tre ở dưới này gọi tre kiến, nó cứ bị đục đục đây, phải lấy cái bẫy, nhiều nhà có trùng tang, có cái đạo nhất đạo yểm, một yểm nó gọi là thần hô đỏ mỏ đấy, thì yểm cái đạo đấy người ta yểm ngang ngang mộ, hoặc là người ta yểm ngang ngang cổng đạo phù đấy, thì là phải lấy cái cây tre đấy mới làm được đấy, nó tùy. Bùa thì nó bình thường có gì đâu. Giờ thì bùa nhiều cái, giờ bùa nhiều lắm, bán đầy. BD thì ký binh gì, có một ký tinh binh, đội dinh binh ấy. Cứ đùa. Xin chào mọi người nhé. Hôm nay lên Facebook này chơi tí, chứ đậu này họ chuyển hết sang cái gì top top rồi đấy, nên là họ không chơi Facebook nữa. Đang ngồi đang xem cái quyển luyện nhà Trần, luyện binh tướng nhà Trần, nói đến cái chỗ tại làm sao mà phân thây trảm thử chém làm ba, nó có cái đạo phù đấy với. Thì chuyển sang cái vấn đề đấy, ở bên top top nó bói nhiều lắm, đạo này bói lắm. Ký binh nhà Trần thì nó cũng có dinh binh nhà Trần, đại tướng hay đại tướng, ký dinh dinh tướng nhà Trần, ký dinh lục bộ nhà Trần, với lại có cũng có hổ tướng phụ tá nhà Trần, người ta cũng kính như ký, như ký cũng ký như ngũ hổ đấy. Nhưng mà nó thường thường là ở bên đạo pháp thì người ta ký ngũ hổ, hoặc là nhưng mà cũng có những người, người ta chỉ ký mỗi hắc hổ thôi đấy. Nhưng mà bên nhà Trần thì người ta phải ký lục bộ nhà Trần với lại ngũ hổ phò Trần. Có cái món đấy, có nhất đạo hồ điệp phân ly ấy, có cái đạo phù, không phải nói thế đâu, nhưng nó có cái đạo phù phải đồng giới quyến luyến ấy, thật đấy. Đợt trưa mình đã đưa rồi đấy. Bây giờ cũng không ai, đạo nội trước thì có cái đạo nội trước là người ta vẫn hay ký cái binh nhà Trần ấy, nhưng bây giờ ít người ký binh nhà Trần, đóng đồn ký binh nhà Trần thì phải đóng đồn. Ký nhà Trần thì người ta lại phải chiêu quân ở ngoài sông, xong rồi đầu người ta về với ký. Chứ nhà Trần để không có binh, không có binh binh độ, binh hộ, binh tùy, giống như kiểu bên bên Pháp này, mà người ta có cái này. Thì về ai mà muốn biết thêm, tìm hiểu thêm về cái việc gọi là ký binh nhà Trần hoặc ấy, thì vào hình như ở nó có cái trang mạng của các bạn ở bên Đông A ấy, khải thể gì đấy, thì vào đấy thì tìm hiểu, các bạn giải thích cho, bởi vì là bên đấy chuyên nhà Trần, mình chỉ tìm hiểu qua thôi, nhưng mà ký cái binh đấy thì cũng tốt. Nuôi âm binh thì cứ phải chuẩn bị nhiều tiền để mà nuôi. Cũng tí này, nuôi âm binh tốn kém lắm. Muốn tìm hiểu về nhà Trần thì cứ vào cái trang Đông A, đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Họ sẽ giải thích cho. Nó có nhiều lắm, mấy
hơn 30 cái kiểu ký sinh khác nhau cơ, chứ không không chứ về dinh tướng, dinh binh, đồn rồi là đồn rồi ấy thì nó nhiều kiểu lắm. Nhưng mà thường thường người ta chỉ có ngũ hổ thôi, chỉ có ngũ dinh, ngũ hổ hoặc ngũ lôi. Đấy, tam danh người ta cũng ký. Khi nào cần thì bóc bánh trả tiền thôi thầy nhỉ. Cũng cũng có lý. Chào nhà cô Tí. Giờ chả thấy ai làm mấy nữa cái đấy. Giờ thứ nhất là phức tạp, cái thứ hai giờ người ta không làm như thế. Mấy trang nhà trần toàn thấy các thầy khoe xiên lình thôi, chả có ai chia sẻ kiến thức. Không, cái xiên lình này thì cũng bình, họ vào đấy họ phải te, chắc phải liên hệ với cái người chủ quản ấy, người ta sẽ ấy. Muốn thờ thánh và lập thờ, sau này con cái không theo được giải đi, làm sao để giải đi được cái ảnh hưởng. Bình thường cái đấy thì bình thường mình cứ thật ra thờ thánh thì nó cũng như kiểu là tâm mình thôi, nó cũng giống như kiểu thờ gia tiên ấy, mới truyền đời nọ đời kia thôi, nếu có người truyền được thì tốt hơn. Chứ còn là khi mà mình giải đi rồi thì đầu tiên về cái nguyên lý thì nó không tốt lắm, nó không khác gì như kiểu khi bố mẹ mình còn sống chẳng hạn, mình phụng sự đến lúc chết thì mình thờ. Thế nhưng khi mà mình không thờ nữa, mình mất đi, thì chỉ có trừ trường hợp là nó gọi là nó không có người nối dõi thông đường thì người ta mới thế như thế thôi. Thế thì thứ nhất là thì là khi mình còn sống mình còn thờ thánh mà đến lúc không có ai theo thì nó không khác gì như kiểu là nó mạn về việc thánh ấy. Đấy, thế nên là lúc có việc, lúc cần thiết thì thờ, còn lúc không cần thiết thì không thờ nữa. Nhưng mà tốt nhất thì nên ai đã xác định có căn, có số, có nghiệp thì nên thờ tự đàng hoàng tử tế, và sau này nên có người nối dõi để mà thờ tự. Chứ còn là nếu như mà trường hợp bắt buộc mà khi mình không thờ được thì cũng xác định là bây giờ nó chỉ có hai cái, theo như mình nghiên cứu lâu rồi thì mình chỉ thấy có hai cái là dễ nhất là sau này. Một là ký binh về nhà Trần, hai là ký binh về Sơn Trang thì là dễ nhất, làm đắc việc mà lại sau này không ảnh hưởng. Thứ nhất ký binh Sơn Trang thì là khi mà cái người mà ký mà không còn nữa, chết đi rồi mà không có cái thệ để giao binh cho người khác, không truyền cho người khác, thì tự nhiên là người ta sẽ cái binh nó như kiểu đàn ong ấy, tự nhiên là mất con chúa tổ thì người ta sẽ đi, người ta sẽ bỏ đi. Còn nếu ký binh nhà Trần ấy, thì khi mà xong đời mình không làm được thì gửi lên chùa. Đấy, vì bao giờ không phải là cứ bảo về kiếp bạc rồi là về nọ kia, không phải đâu. Chứ chính ra cái ký binh nhà Trần là các cụ dạy ở trong cái đoạn ký binh ấy, là khi mà hậu thế mà bất thất truyền nên là người ta quy về bản tự cơ. Bởi vì thì đời nhà Trần ấy là người ta huy hoàng nhất về việc Phật, nên là khi người ta đã không làm nữa thì người ta quy về việc Phật, nên là đem về nhà, về chùa. Đấy, người ta giải thích như thế thì có hai cái đấy thì thấy nó không ảnh hưởng nhiều. Còn là đã dĩ nhiên là cái nhà phá đi thì nó cũng đã ảnh hưởng rồi, nhưng hai cái đấy thì nó tốt hơn, nên ai xác định làm thì như thế. Còn cứ vào cái trang liên hệ với người chủ ấy, chắc là đã giải thích nhiều về cái việc đấy. Còn xuyên lình rồi là lấy dấu mặn thì nó cũng có cái lý của người ta, khi nào có công có việc gì hoặc là làm nọ làm kia thì làm phù, biết người ta mới lấy, làm phù thì người ta mới lấy dấu mặn để người ta. Bây giờ trước ngày là người ta lấy dấu mặn xong ban đầu người ta thượng đồng lấy dấu mặn, gọi nghĩa là lấy để người ta lấy cái máu vào cái giấy xong người ta viết cái phù. Nhưng bây giờ thì nhiều người thấy nhiều lúc thì cũng chẳng dám nói, nó phản cảm quá, người cứ cả cái mâm sớ rồi là phù thì như thế, xong ban đầu là cứ lên lấy cái dấu mặn xong cứ rổ phì phì như kiểu rổ bọt vào mặt thánh ấy. Vì nó không kiểu, nó không phản cảm, nó phản cảm. Trước ngày các cụ bỏ lấy giấy bản là đủ 100 tờ, thế có việc gì rất cần thiết thì người ta mới thượng đồng, người ta lấy dấu mặn xong người ta để cái giấy đấy, người ta lên người ta vào một cái hộp người ta thờ bên nhà Trần. Xong rồi khi nào mà có công việc gì người ta lại lấy cái giấy đấy xong người ta đem người ta viết phù, chứ không phải như bây giờ. Bây giờ thì lấy cái đồng tờ giấy tiền đi xong bắt đầu là lấy dấu mặn xong bắt đầu là cho vào đấy xong về đốt uống ngay, nó chẳng có cái tác dụng gì cả. Đấy, chứ không phải không.
khéo mà khi có bệnh truyền nhiễm mà bệnh máu huyết nó còn bị lây chứ chả chuyện đùa đâu, vì không phải kiểu, nghĩa là phải viết phù cơ đấy, chứ không phải là không đấy. Nên là giờ thì kiểu gì ấy, nhưng mà thôi, việc Phật việc Thánh thì mỗi người một quyền một phép khác nhau, không bác bỏ ai làm cái việc gì làm, muốn làm sao làm, nhưng đừng thái hóa quá. Thế nhưng mà nó cũng làm sao nó được việc, mà đừng thái hóa quá mà nó không đi theo cái chiều hướng phản cảm mê tín, nó phải đi theo cái đa số thì nó tốt hơn. Chứ còn là nếu mà đi theo cái phản cảm quá thì giờ xã hội người ta cũng phản biện ngay chứ không phải không. Xin chào, họ toàn photocopy thì giờ sinh ra photocopy thì việc thờ Chúa Then. Con làng Chúa Then này phải tìm hiểu về Then, thì nó có hai loại Then đấy, một là Then truyền, hai là Then sư, thì phải tìm hiểu chắc chắn về cái đấy. Then truyền thì người ta chỉ có truyền trong dòng họ nhà người ta thôi, về những người được bói Then, với hai là có gốc. Then truyền nó cũng có cái ký về Then đấy, chứ không mình gọi chính ra mình cứ gọi bảo ký binh ký tướng, chứ còn về Then người ta cũng ký đấy. Then phải ký mới làm được chứ không phải không đâu. Then sư là phải ký, nó cũng giống như kiểu là mình làm này, còn là thờ về Then truyền thì cứ người nọ người ta truyền cho người kia, trong dòng họ thì người ta thờ Then này, người ta bói hoặc là người ta chữa bệnh hoặc người ta làm, kể cả là cũng có những người ở trên dân tộc người ta cũng thờ Then nhưng người ta lại không xem bói không làm gì, người ta chỉ có đi bốc thuốc lấy cây lá rừng mà chữa bệnh, đấy là cũng là cái việc Then, nhưng người ta chỉ truyền cho con dâu người ta thôi, chứ còn khi con gái mà đi lấy chồng sang nhà khác thì ta cũng chẳng truyền đâu. Người ta phải ký thì mới làm được. Nói chung về việc dân tộc thì mình không tìm hiểu sâu, nên là ai tìm hiểu vùng miền nào thì tìm hiểu vùng miền. Mình nhiều cái gọi là ngày xưa đi khảo sát một thời gian thì có những cái biết qua qua ghi chép, nhưng giờ về mình chủ yếu quanh đi quẩn lại làm một số thọ thôi, chứ còn nó làm để chết mẹ ai đâu, nên là đĩa xôi còi thôi. Thì nên ký binh vào đâu được sau này không ảnh hưởng, người ta ký nổi, người ta ký vào cái nồi đồng ấy, ký nồi đồng xong bắt đầu người ta mới ký nồi đồng. Nếu mà ký Then nổi thì ký nổi gọi là ký dương và ký âm đấy, trong cốt nó có hai loại cốt, cốt âm và cốt dương ấy. Thì ký dương người ta ký bình thường ấy, thì cứ ký người ta làm cái nồi đồng ấy, nồi đồng người ta ký, xong người ta đi lấy đất năm nơi, đấy, lấy đất năm nơi xong bắt đầu người ta về, người ta mới ráo với lại cái rơm mà sét đánh ấy, cái rơm mà cái cây lúa mà chỗ nào vẹt lúa mà nó có sét đánh ấy, người ta lấy cái rơm đấy xong bắt đầu ráo với đất năm nơi, giống như kiểu các cụ trát cái vách nhà ngày xưa, vách đất ấy. Đấy, thế xong bắt đầu người ta mới khi mà ký vào trong đấy cái nồi đồng, người ta mới phủ cái đất lên, thứ nhất là nó cũng có âm dương, nhưng chính là ký dương, thì cái đấy khi nào mà không làm nữa thì chỉ mở ra cái là nó lộ vía, thì là nó cũng đã không còn cái tác dụng mấy nữa. Ký dương đấy, ký dương thì nó không ảnh hưởng mấy. Người dân tộc đúng rồi, dân tộc Việt Nam mà làm được cái ký dương nó cũng khó. Nồi đồng phải nồi đồng nấu được nhiều, bây giờ đi mua cái nồi mới về nó không có, không các cụ ngày xưa các cụ dạy là nó phải qua sử dụng rồi cơ. Đấy, nấu niếc các thứ nó có lửa hoặc là nó đồng thanh đồng luyện, nên tôi luyện nhiều năm rồi, xong đầu người ta lấy cái đấy là người ta ký đất năm nơi, ráo với lại lúa sét đánh. Thầy làm phù trừ muỗi đi để đỡ phải đập muỗi. Ai làm cái đấy, nhất đạo khoán manh trùng đấy. Cái đạo khoán muỗi là có ông Trương Thái Cợ, ông Thái Công đấy. Nhất đạo khoán manh trùng bất châm đấy. Cái đấy đọc mà phải nín hơi đọc 7 lần cơ,
xong bắt đầu phải bắt được con muỗi sống, xong bắt đầu phải úp thư vào cái chén, xong úp vào thì nó phải con muỗi sống, nó không rụng cánh, không rụng càng gì cơ. Xong bắt đầu mới bắt được con muỗi đấy thì bị úp gì nó với thư phủ chính ra, thì thật ra thì bắt con muỗi đấy, xong bắt đầu là mình khoán đấy, thì cái con muỗi thì nó mới phát ra cái tín hiệu để nó gọi cái đồng loại của nó không đến nữa thôi. Người bắt được con đấy nhưng mà mở ra mà không, nó đốt chết bỏ mẹ để yên thì còn ít, nhưng mà đến lúc mở ra nó đốt chết. Đạt xin chào Đạt, xin châm công mất vòi, án manh trùng, manh trùng bất châm. Án manh trùng, manh trùng bất châm nhục huyết, đọc cái đấy 7 lần cơ, nhưng mà khẩu thiệt bất động sỉ, có nghĩa là răng không được chạm lưỡi, đọc nín hơi 7 lần như thế, xong úp con muỗi xuống thì nó không đốt nữa. Chả biết là ai thử đi thử cái đạo phù đấy là của ông Trương Thái Công đấy. Có phù chờ, chả biết ai có làm được không. Xin chào mọi người. Thầy cho em hỏi ý nghĩa ký binh là như thế nào thầy? Ký binh thì nó cũng như kiểu là thờ bình thường, thờ bát hương bình thường đấy, chứ không phải là gì cả, mình gọi cho nó nguy hiểm như thế thôi. Chứ còn ví dụ như là ký binh ngũ hổ chẳng hạn thì người ta ở trên thì mình thờ cái hình hổ ở trên thì nó cũng bình thường như thế. Thế nhưng mình ở dưới cái nồi âm binh, cái nồi ký binh cũng hổ chẳng hạn, thì người ta chỉ có gọi là lót trấu, xong bắt đầu người ta cũng cho một cái hình hổ vào đấy, nhưng mà nó có cái cốt ở trong đấy, xong bắt đầu cũng người ta chỉ nắp vào để cho nó gọi là kín đáo, người ta như kiểu là bí hiểm ấy, người ta độc vía ấy, thế thôi. Tháng năm này về Thái Bình Hoàng Dương, ôi giời, chả tin được, hẹn mấy lần chả thấy gì cả, chán lắm. Hoàng Dương ạ, không tin được đâu, cần phải để xem như nào đã. Ký thì nó cũng thế thôi chứ nó cũng không khó gì cả, nhưng mình cứ thần thánh hóa lên, xong bắt đầu là cứ bảo là thế nọ thế kia, còn bình thường đấy là nó thế thôi. Ủa, tôi giỏi đấy thì đâu giỏi mà ế sưng ra cái đĩa xôi còi chả có mà ăn biết gì đâu, hình tháng biết cái gì thì kể chuyện cho nó vui. Đến mùa mít con lại với cụ xin nhá. Tháng tư này hẹn với thầy rồi. Được rồi. Nói chuyện cho nó vui, nhiều lúc giải tỏa cũng có những cái mình kiểu là cứ người nọ nói chuyện người kia cứ thần thánh hóa lên, chứ còn thật ra nó cũng không phải đến cái mức độ như thế. Cái gì bây giờ xã hội nó phát triển, khoa học nó tân tiến, cái gì cũng có thể gọi là giải quyết qua cái sự chứng minh của khoa học được. Nhiều cái ngày xưa u mơ không giải thích được, nhưng bây giờ đều người ta đều tìm được cái cách ấy cả. Hôm nọ thầy cũng mừng hay quá, cúng khao mường, cúng khao mường thì nó bình thường như cúng sơn trang thôi, cho con chẳng có gì cả. Thế nhưng mà nó cô bày thì nó có, bây giờ nó có một bộ tranh về của khao mường đấy, bộ tranh thì tứ tướng thổ lang này, bốn cái đinh cao quách bạch đấy, đinh cao quách bạch, bốn cái họ đấy là bốn cái trưởng tộc đấy, có bộ tranh này, thế với tám tướng sơn trang này, thế rồi là 12 cái bà chú mường này, thế với lại 36 cái quân chú mường, các cụ cũng vẽ ở trong, thấy trong sách, ở trong nhất tập Thượng Ngàn Sơn Trang Linh Phù, các cụ cũng có vẽ cái đấy. Mình đang không có thời gian, không nào vẽ lại cái đấy.
cúng ấy thì bình thường mà, có gì đâu. 60 cái chén, 60, 36 cái oản này là 6 con gà, 8 bát gạo mà trứng, rồi là gạo trứng cắm đũa, rồi thì đầy đủ giấy tiền này, vàng rượu. Ngày trước các cụ cứ kể chuyện là bệnh người rơm tắt nước, bệnh người rơm tắt nước là có thật hay không? Bây giờ như này này, cái đấy thì nếu mà nói về khoa học thì hơi vô lý. Nhưng mà nếu mà anh nào mà đã nghe cái câu chuyện ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa mà Khổng Minh làm một con trâu gỗ đi thì là có thật. Bởi vì cái người môi rơm đấy, nhưng mà chính ra là nó có cái nguyên lý của nó. Người ta cắm cờ lên cái môi rơm này, người ta cắm cờ khi gió ấy, thì nó phất cái gió này thì nó cũng tắt nước lại thôi. Nhưng mà đấy là về nguyên lý như thế, chứ còn là nó cũng còn là cái chuyện mình còn cái chuyện bảo là thần thánh hoặc là âm binh tắt nước thì không phải, không biết. Bây giờ nó giống như này, để nghe cái câu chuyện ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa thì ông Khổng Minh cũng làm con trâu gỗ mà đi được đấy. Thì nếu mà cứ hình dung ra là nó như thế, còn là cái môi rơm thì người ta chỉ cắm như thế thôi. Còn là người ta buộc hai cái người tát lá mít thì khi nào người ta để giống như kiểu là cái điện gió mặt trời, là cái hướng gió nào nó theo hướng gió đấy, thì ông thầy đấy ông ấy phải tính được cái chiều gió đấy. Thì để mà khi mỗi cái dần gió lên nó giật, giống như kiểu nó giật dây để cái người bù rơm mà đuổi chim đấy, thì nó giật dây cái thì nó tác động vào một cái lực đó, thì tự nhiên là cái nước nó hất lên một lần, cứ quay này nó hất lên lần, quay này nó hất lên lần. Thì đấy là người ta làm như thế, đấy là cái mồi rơm. Thế mình đã thực nghiệm rồi chứ không phải là không, nghe chưa? Thế nhưng là các cụ ngày xưa thì các cụ đêm thanh với nó mới có gió, thì là bắt đầu cứ thần thánh hóa lên như thế thôi, chứ còn thực sự ra nó vẫn, các cụ là một cái môn khoa học rất là bí hiểm chứ không phải là không. Nó có cụ cũng làm cái cờ, sau khi nó cứ phất thì nó lại có cái nó quay giống như kiểu là nó quay vòng của cái bánh xe lấy nước ở trên mường đấy, nó cứ quay vòng này thì đến lúc nó đổ lên như thế. Nhưng chính ra là nhờ lực gió, chỗ nào cũng vẫn nói các cụ nhà cháu chuyển cái cầu đằng trước, không phải đâu. Ta nói thế đấy, toàn mới kể thế, nhưng hỏi các cụ ở đâu thì là bảo các cụ ấy tám đời, có ông cụ hàng xóm, bạn không hàng xóm mà. Thế cụ em có kể chuyện là ngựa giấy còn chạy được ăn rơm nữa, thầy không biết có thật hay không. Tất cả cái gì người ta cũng làm được hết, nghe chưa? Chứ không phải là không làm được, làm được hết. Khi mình đã gắn nó vào một cái mục đích gì thần thánh hóa lên thì nó thế. Chứ còn là bây giờ giống như kiểu là ngày xưa đi xem xiếc ấy, lúc trẻ con mà xem xiếc thì người ta dắt cái con trâu qua cái ống nứa đây, thì cái hình thức nó cũng như thế. Đánh đồng thiếp thì vẫn đánh được bình thường, không là cái đồng thiếp thì không khó. Nhưng mà bây giờ chẳng đứa nào nó bày là cái đánh đồng thiếp nữa, bởi vì thì nó đi nó gọi hồn. Đấy, đúng nhận sai cãi trên đời nào nó lại đi đánh đồng thiếp, bày ra nó khó. Đồng thiếp thì thật ra là các cụ bày là cái sách đấy, nhưng mà chính ra người ta cũng làm cho con người ta gọi là đánh đả tam tiêu. Đấy, bệnh cư, bệnh kiều, bệnh chất cho người mê mẩn ra. Đấy, khao mường thì có công việc gì thì khao, có thể là khao mường xin lộc ấy, nó giống như kiểu cúng sơn trang ấy, mình có cái điều kiện thì lúc nào chả khao được. Đồng tiếp thì nó cũng dễ. Cái gì mình cũng làm được hết, ngồi nghiên cứu ra và các cái bí quyết các cụ, nó có cụ ngày xưa là có một cái bí quyển ghi bí quyết đấy. Ghi bí quyết thế là các cụ đều có khoa học hết, tất cả có khoa học hết, đều phải dựa qua khoa học hết chứ không phải không. Nhưng ngày xưa thì bây giờ giả dụ đi ra đường, ra sông, ra ấy, hoặc là các cái đường ruộng này, bê tông hóa nó đến tận ruộng ấy, chứ còn bê người, lúc mà còn khó khăn thì nó thế nọ thế kia, không phải môi rơm mà các cụ tát bằng cái gầu mít đâu. Kể cả cái môi rơm các cụ làm bằng hẳn cái to cũng tát được, bởi vì cái lực tác động của gió mà nó cứ quay lên là nó đổ nước bình thường mà. Mình đã thực nghiệm cái đấy rồi,
nhưng mà không, nhưng các cụ ấy làm cái môi rơm xong bắt đầu ấy xanh xanh đỏ đỏ ký âm binh để cho nó khỏi phá, để không ai ra. Đấy là cái nghệ thuật của các cụ như thế, không, nhưng mà cũng có cái luyện môi rơm thật, nhưng nó cũng có cái tác động như thế, nhưng phải tính được chiều gió mới làm được. Thần xích thì có cái gì mà khó, cái thần xích thì cái bài luyện thần xích thì cứ làm cái thần xích thì bên ngoài khác theo nhà Phật thì khác chữ Án Mani Bát Minh Hồng, thì còn là cái đấy là có thật đi. Cái chuyện mà đào đánh đồng thiếp ở một tuần hương là có thật, người ta còn lập đồn lập dinh thì treo khối đá còn được, lấy sợi chỉ người ta treo khối đá lên, lực thăng bằng người ta treo khối đá lên đầu người ta phải đánh đồng thiếp, nhưng bây giờ không có ấy nữa. Người ta phải đồng âm cơ, cái chuyện gọi hồn thì nó phải đồng âm đồng dương cơ chứ không thì làm được. Cái thần xích thì chỉ có bình thường như thế thôi, xong bắt đầu người ta luyện có cái bài luyện thần xích ấy, thế xong bắt đầu làm cái phù tâm, nó yểm tâm như kiểu là yểm tâm tượng ấy cho vào đấy, cụ nhà con kể chuyện thủ biến thành đầu lâu người có thật hay không, không phải đâu. Đấy, đến lúc cái chuyện đấy là giống như kiểu cái chuyện thôi miên bây giờ ấy, người ta làm cho hoa mắt ra trông thế, cái ảo giác thôi. Kể cả là người ta thưa cái mảnh sành ấy, nó lấp la lấp lánh, xong người ta đổ tí nước vào, xong người ta thưa vào lấy cái ảo giác để biến thành con tôm thôi. Ăn táng hỏa phần thì nó đơn giản, bên nhà Phật thì gọi trà tì, còn bên mình thì gọi là an táng hỏa phở, phần hỏa táng ấy, thì nó đến đến đấy thì đến cái nhà hỏa táng thì mình chỉ khởi niệm Di Đà dẫn lộ, xong bắt đầu tụng kinh chuyển kiếp, thế xong bắt đầu là tụng kinh vãng sinh là thôi, chứ có việc gì đâu. Có người hết hương chưa về được là chết luôn. Bây giờ nó có hương vòng rồi, cứ thắp một tuần hương vòng rồi còn lâu mới chết được. Cái ngày các cụ cũng khôn lắm, chứ không phải là không đâu. Cụ có toàn gọi là khoa học hết đấy, không phải là ấy đâu, không phải là các cụ mê tín đâu. Chính bây giờ mới là thời mê tín nhiều nhất, ngộ nhận mê tín. Chứ không phải không, bây giờ toàn lợi dụng sự ngộ nhận mê tín dọa thôi, chứ còn trước ngày mới là thật, thật là ngày các cụ làm khoa học thật. Mô típ chuyện người rơm tát nước qua sông bằng nón đầu lợn cây cao, vùng nào cũng có kẻ. Đấy là cái chuyện ngày xưa là ông thầy nào cũng dùng cái kiểu thế. Thật ra cái cứ bỏ làm sao mà lại nó lại không truyền ra ngoài, bởi vì là thì là các ông thầy thì ông có chữ đọc xong lại truyền được, nên là ông đọc những cái bí quyết kinh nghiệm đấy xong vào đầu là giống như kiểu cái bí quyết xong cứ dộ nọ dộ kia ấy, chứ không phải là không. Thì là dộ nhau thế, chứ còn để người ta giữ cái bí quyết giống như kiểu cứ bỏ cái mộ tàu ấy, là người ta cứ yểm mộ tàu này thì yểm phù yểm nội kia, không ai đến thì ốm. Chính là nó có một cái loại thuốc, cứ ngửi thấy cái loại thuốc đấy thì là về là bị cảm cúm, thế nên không ai dám đến, thì cứ thần thánh hóa lên như thế. Ví dụ đơn giản chẳng hạn cũng có những cái trường hợp là cái thuốc mà nó đã chứng minh thật, chứ không phải không, là có những cái trường hợp là cái thuốc ngay cái thuốc bắc thôi. Cũng có những trường hợp là nếu vợ chồng nào mà trẻ là người ta người ta cứ để cái chiều gió là khi ngửi thấy cái mùi thuốc là không mang thai được. Trong cái thuốc, cái bài thuốc trừ trùng ấy, có một cái vị thuốc rất là độc, khi nào khi nào mà ngửi cái đấy mà thai dưới 3 tháng nó đều bị sảy thai hoặc chết lưu đấy. Đấy là có thật, cái thuốc là có thật. Thì người ta để cái mùi thuốc đấy cứ a ra mà ngửi thấy cái đấy thì lại bảo thì là cái mộ đấy nó ghê, chứ không phải đâu.
đấy là những cái trò gọi là vớ vẩn, bắt cái con ngué sọc ngày xưa gọi con cóc thì nó không ấy, nhưng mà con ngué sọc thì nó mới không chết được. Cái con ngué mà da nó dày dày thì mà ngày xưa nó cứ phùng mồm nó kêu thì rét cái thuốc lào vào mồm nó, xong ban đầu là khâu và gì tối đến thả thì nó kêu, nhưng giờ ai người ta làm cái đấy nữa. Ngày xưa thì nó cứ vất vào nhà sân đất rồi là nọ kia thì người ta vất vào đấy thì nó mới có, chứ giờ toàn sân gạch này rồi là nền đá hoa vất vào đấy thì đủ mọi thứ thì vất làm sao được. Thì giờ cái con này nó có con cái con ngoé sọc ngày xưa là không còn nữa. Đấy là chỉ là những cái chiêu trò gọi là lừa đảo, dạy gọi là lừa đảo chứ nó không phải như thế. Nó giống như kiểu ngày xưa nó còn có khi có rơi lúc nó đói thì khi ông thầy cứ bảo rằng thì thần trùng nó gõ, chứ không phải người ta chỉ lấy cái một cái bài thuốc, xong bắt đầu người ta mới trộn với cái quả chuối ngô chín ấy, người ta mới đến nhà tường gỗ này, nhà bức bàn gỗ, người ta chỉ cần bôi cái thi thuốc vào, tối con rơi nó cứ đâm vào đấy nó ngửi thấy cái mùi, nó đâm vào đấy con rơi thì nó lại mù về phương hướng, tối là hay mù phương hướng, nó đâm vào đấy nó bay vào đấy thì nó cứ cạch cạch cái thì là rơi nó bay ở đấy, thì cứ bảo trùng nó về nó gõ. Nhưng chính ra là đấy là làm như thế thôi, chứ còn đến thì khi bảo ông thầy ông chữa giỏi lắm, nhưng đến ông chỉ biết thế, xong ông lấy rượu với lại ngũ vị với bồ kết, cái nước bồ kết thì nấu lên, ông chỉ rửa cái đấy thì là nó hết, có gì đâu. Đấy nên đấy là những cái toàn những cái gọi là ấy thôi, toàn những cái trò chiêu trò lừa thôi. Bây giờ không phát triển cái đấy mà không nói chuyện dạy cái đấy là rồi toàn đi lừa người ta chết. Ngày xưa các cụ rất là khoa học, không mê tín, bây giờ thời này là thời đang mê tín nhất, mà đang bị lợi dụng về cái việc tâm linh nhiều nhất. Nó không có nhiều cái, có những cái nó chả phải, nhưng mà cứ đem là nói nọ nó kia, không phải đâu. Xin chào mọi người, thôi thì thời thế thì kệ chứ. Thời này là thời 4.0, giờ nó lên 5.0 rồi, giờ nó không còn 4.0 nữa, giờ nó lên đến 5 mạng. Ngày xưa còn mạng 3G, xong 4G, giờ lên mạng 5G rồi, chứ không phải là không. Đấy, giờ làm gì còn 4.0 nữa. Thời đại điện tử rồi, bây giờ nó có cái phần mềm chat AI ấy, là cái phần mềm đấy là nó phần mềm nhân tạo, là phần mềm quốc tế nó đang phát triển cái phần mềm đấy, là sau này nhưng là nó phần mềm đấy nó như con người, nó tự học và tự ghi và tự phân tích ấy. Nó cái phần mềm đấy mà sau này còn các ông xem bói thầy bói còn mất cả nghiệp cả nghề ấy, bởi vì này cái phần mềm nó tự học. Nó tự học khi là mình chỉ cần đánh cái số vào là hỏi là tôi tuổi này chẳng hạn, thì năm nay có hạn không, tự cái phần mềm nó sẽ phân tích, nó trả lời được. Bởi vì cái phần mềm nó như con người, nó còn thông minh gấp 100 lần con người nhiều. Đấy, thế nên là cái phần mềm nó càng ngày nó càng học được. Ví dụ có những trường hợp là hôm nọ xem một cái bài báo New York Times của Mỹ nó đưa đấy, đọc cái bài báo đấy thì nó 1 giây nó học bằng người học trong vòng 100 năm, 1 giây mới học bằng 100 năm. Cái phần mềm đấy nó cực thông minh, bởi vì nó là phần mềm phát triển, nhưng bây giờ người ta đang định chế và khả năng người ta còn phải cấm cái phần mềm đấy, bởi vì thì là nó còn giỏi hơn cả các cái nhà khoa học, bởi vì thì là nó tự học. Đấy, phần mềm chat AI đấy, đừng tưởng đâu. Bây giờ nếu phần mềm chat AI mà đem vào ứng dụng vào quân sự chẳng hạn, hoặc là nó sau này nó cài cái phần mềm vào một cái vũ khí nào đó, nhận dạng khi nhận dạng con người chẳng hạn, hoặc là nhận dạng về cái gì đó. Đấy, thì là nó nhận dạng và nó tự tấn công, tự ra lệnh. Thế nên là con người ta tạo ra cái phần mềm đấy. Bây giờ nó đang giống y như kiểu là xem cái phim viễn tưởng ấy. Đấy, tạo ra con người, nhưng mà khả năng là cái nếp nhăn ở bộ óc con người ta 10 thì cái nếp nhăn còn có cái phần mềm nó phải 1.000 cơ. Nó sẽ tạo ra, con khoa học tạo ra cái phần mềm đấy là đang bị dở đấy. Sẽ can thì phải dùng ít thôi chứ.
càng phải dùng nhiều, nó cũng giống như kháng sinh ấy, bình thường ấy, bôi kháng sinh bình thường, uống kháng sinh bình thường nó không sao. Chứ còn đấy, xạ can là ở trong nó chữa về, một là người ta xạ can khi người ta giã tươi người ta phải hấp vào cái nồi cơm ấy, thế xong bắt đầu cho một cái quả quất vào nữa, xong bắt đầu người ta hấp vào đấy, quả quất quất xanh xanh nhỏ nhỏ ấy, thế thì người ta mới bỏ vào đấy người ta uống, thì người ta ngâm vào ấy chứ, hoặc là cho một tí muối người ta phải hấp lên chứ, xong nó vừa liều lượng hơi ngậm một tí thôi, pha một tí nước ngậm, nó giống như kháng sinh ấy. Uống bình thường thì nó chữa được, nó chữa lành vết thương, nhưng mà khả năng nếu mà uống nhiều quá nó nóng, không viêm họng là người ta xạ can, cái cây rẻ quạt đấy, mà chính cái cây ở trong thuốc trừ là người gọi cam tùng đấy, cái cam tùng đấy, đấy xạ can cam tùng đấy, người ta vừa phải thôi, đấy là chữa ho, thêm muối, không phải có muối người ta vẫn cho muối bình thường mà, cho muối nhưng mà phải hấp lên cơ, hấp như kiểu là cái cây bạc hà người ta cho trẻ con ho người ta hay hấp lên, người ta chỉ cần được cái hơi quẹt vào lưỡi tí, người ta như kiểu là trẻ con ấy nó bị trắng lưỡi tia lưỡi, người ta chỉ đánh tia lưỡi thôi, cái gì nó dùng nhiều quá thì nó không. Hello Nguyễn Nam, xin chào. Cái gì nó thái hóa quá nó không tốt lắm, cứ ở mức độ bình thường thôi thì nó không sao. Phạm Nguyễn Nam xin chào. Để đi ăn xôi khỏe vào. Hôm nay lên Facebook để đúng rồi, cây đấy là nó là thuộc chất kháng sinh mà, như trước tôi học đông y nó thuộc chất kháng sinh à. Thì là chất kháng sinh cực 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 tốt đấy, nhưng mà không đâu, nó giống như kiểu các cái cây rau của mình, cây rau diếp chẳng hạn, hoặc cây rau ngót chẳng hạn, nó cũng là có đều có chất rượu, chất kháng sinh đấy, nó đều có cái giống như kiểu beni đấy, là nó đều có cái chất kháng sinh đấy. Thế nên là khi đàn bà đẻ, khi mà muốn ăn để nó co dạ con rồi đấy, thì khi đẻ xong người ta toàn ăn rau diếp, với cái rau diếp ấy, giúp ngồng ấy, nó lắm nhựa, với lại hai đấy cái rau ngót ấy, là hai cái loại rau đấy là ngày xưa thì nó không có sâu, bởi vì hai cái rau đấy, cái cây đấy là cái cây ấy nhất, cây ấy là cái cây có kháng sinh nên là con sâu không ăn, nhưng bây giờ nó có cái loại sâu nào nó ăn cả cái loại đấy. Ngày xưa cái rau đấy nó đắng, là một với hai đấy nó có cái chất kháng sinh nên sâu nó không ăn. Chưa nhìn thấy ma bao giờ cả, nhìn được thấy ma đã là tốt, chỉ có Phật mới nhìn thấy ma thôi, bởi vì Đức Phật nhìn thấy ma thì mới quán tưởng được về trí tuệ Ngài, quán tưởng được, chứ còn là mình làm sao mà nhìn thấy ma, người trần là nhìn thấy ma làm sao được, chỉ có trừ trường hợp là làm bẩn quán ra ma thôi, chứ không nhìn thấy ma. Nếu niêm mạc họng có các hạt li ti chuẩn đoán viêm họng hạt thì có bài thuốc gì hay không? Cái đấy thì bây giờ nó có về y học của nó hai cái, đem cho người chỉ định người ta đi, một là đi nạo họng hạt, hoặc hai đốt lạnh, đấy là cái đấy tốt. Bộ cô anh nó cũng tốt, bộ cô anh nó chỉ về bệnh phụ nữ thôi, tốt nhất thì là chỉ định cho người ta. Chỉ định cho người ta đi đốt cái đấy, chứ còn họng hạt thì nó chỉ ngâm thôi. Cái họng hạt ấy thì ngâm ngay cái kiểu mật ong với lại cái vỏ cái búp ổi cũng được, búp ổi giã lên, xong với lại hai nữa là giã cái hạt cau ra ngâm vào cái mật ong, xong bắt đầu là ngậm uống được, hoặc là nước muối. Bình thường chỉ nước muối là cũng đã tốt lắm rồi. Nước muối hoặc là đấy, ở trong quyển thông thư
Ông Hứa Trân Quân Ngọc Hạp Ký có ngày thiên cách, địa cách, thần cách, quỷ cách, kiêng không lễ làm lễ nếu như thật không ra. Nữa thì chưa hạ phải không? Không phải là thiên cách, địa cách thì nó có chỉ có mỗi cái thần cách thôi với thần hiệu thôi. Chứ còn ở đấy thì người ta viết rõ, ở trong cái đấy thì người ta viết từng ngày một, ví dụ chư thần đại thiên chẳng hạn, hoặc là chư thần đại đâu chẳng hạn, thì là nó tùy từng việc, chiêu phúc cầu tài hoặc là cầu lộc hoặc là làm phúc thế đại rồi giải oan này thì nọ kia thì gọi là chủ chiêu họa như thế. Nhưng mà nếu mà nói như thế, nhưng mà đấy là viết ra thì như thế. Thế nhưng mà nếu mà trong cái ngày hôm ấy cũng là ngày rất là xấu, nhưng nếu là thứ nhất là nó hợp ngũ hành, thì thứ hai nữa là nó có sao thiên giải nó chẳng việc gì cả, nó cũng bình thường. Còn đã lễ thì bái thì bây giờ nếu mà xem đúng trong cái quyển của Hứa Chân Quân ấy, Ngọc Hạp Ký của Hứa Chân Quân viết như thế, thì một tháng nó chỉ được vài hôm thôi để đi lễ, việc lễ thôi. Vì chư thần tại địa thì chư thần tại nhân gian thì cầu phúc tất đắc mà. Thế nhưng bây giờ nếu một tháng thì trừ hết ngày nọ cái kia rồi, nó có được vài ngày như thế. Thế mà giờ có các thầy chạy xô một tháng đến vài chục đám thì ngày đến 4-5 đám thì làm sao mà kiêng được ngày. Nên cái việc đấy là ít người kiêng lắm. Trần Tiến: tôi độ này tôi bỏ rồi, tôi không dạy nữa. Đi cúng này mà những người đi thuyết trình hoặc đi cúng hoặc nói nhiều mà nó hay bị viêm họng ấy, thì ở trong Đông y nó có cái cây tục đoạn này, cái vị tục đoạn này, chính là vị tục đoạn thì nó là ở trong cái nhóm thuốc bổ thận cơ. Thế nhưng cây tục đoạn thì ngậm cái cây rất tốt, bởi vì nó lúc nào nó cũng tạo ra cái nước bọt, thì nó không khô họng, mà cái cây nó cũng sát khuẩn tốt, thanh khoản tốt. Uống cái đấy còn hơn ngậm cái thuốc tây bây giờ. Ngậm cái thuốc đấy thì lần cần lấy một cây tục đoạn là rất là tốt. Không nói thật đấy chứ, hôm nay mệt mỏi thì không dạy nữa gì nữa. Ai dạy thì đi để ai học thì ở các cái trung tâm là người ta dạy. Bây giờ tôi không có ai cả. Duyên là một đằng, nghiệp là một đằng. Đúng rồi, ra hiệu thuốc của người ta bán cho cây tục đó nó rẻ không, mà ra mua 10.000 thì có mà ngậm cả tháng. Những ai hay đi hát văn hoặc hay đi cúng bái hoặc là giáo viên đã biết các thứ hay phải dạy học ấy, thì ra đấy mua, chỉ cần mua 10.000 thì thoải mái mà. Cây tục đoạn trong Đông y đấy nó ở nhóm thuốc bổ thận ấy, nhưng mà nó lại hơi năng đắng, nó giống như kiểu cái cây dây, nó là dây, chính là dây, nó như kiểu dây gấc ấy, hoặc là cái, nhưng mà nó nhỏ hơn cái dây gấc tí, nhưng mà thái thế trong họ phơi khô rồi ra mua tí. Cái tục đoạn nó bổ thận, những ai yếu thận hoặc là sinh lý yếu hoặc hay đi giải về đêm ấy, thì là lấy cái cây đấy, người ta ở trong cái nhóm thuốc người ta vẫn có cái cây đấy. Các cụ bảo có thực với vực được đạo. Đúng, có thực với vực được đạo chứ không phải là không. Dĩ đức thưởng, Phật còn dạy dĩ đức thưởng công rồi mà. Đi lấy kinh còn phải có cái bát vàng. Đúng chứ không phải là không. Nhưng cái quan trọng đồ này mình không làm, mình không dạy nữa, mình không có thời gian. Mà có gọi là nó dạy chứ gần mình có biết mẹ gì đâu mà dạy. Cứ thỉnh thoảng cứ chia sẻ tí cho nó vui thôi. Không biết cái gì nói như cái hiệu thuốc Bắc chứ gần hiệu thuốc Nam. Ở từ Nam Bắc đều có cả. Ra ngay nhà nhà công người ta ngay chỗ Quỳnh Cô ấy ngày xưa, hôm mà hôm nào đi qua vào đây ta cho đầy, thiếu gì đâu. Một cân thì có mà. Chán, uống chán. Cái cây đấy nó cũng rất là tốt cho họng, khỏi ho. Hoặc cái cây dâu da đất ấy,
cái cây cơ da leo ở trên rừng ấy cũng rất là tốt, nhưng mà không, cái da lấy cái hạt rồi nó ngậm khỏi ho ngay, cái đấy nó đặc biệt, những cái cây đấy là nó nó rất là tốt, nhưng mà không. Ngậm cái nó ấy ngay, chả gì cả, đấy nó là cái cây bình thường, nó giống như ở cam thảo ấy. Uống thuốc cho đỡ nghiệp thì chỉ có uống thuốc ngủ thôi nó mới đỡ nghiệp, chịu. Rồi còn uống thuốc cho nó hết nghiệp thì chịu, không có loại thuốc nào để hết nghiệp cả. Toàn cái vớ vẩn. Có cái gì mà em cảm cái dây đẹp nên chịu, dây đẹp ấy hả, dây đẹp có cái đồ ngậm đấy, để nó lên ngay đấy, có ăn thì ăn. Hỏi toàn vớ vẩn. Hỏi nốt ruồi ở ngón tay cái bàn tay ta, chịu cái món đấy tôi chịu, độ này tôi không nghiên cứu về tướng số, về tướng tôi không biết được đâu, mà bây giờ xem tướng nó cũng không đúng đâu, bởi vì đừng thì là ngày xưa thì là còn hình dáng người rồi tướng rồi là nốt ruồi nốt rõ kia, bây giờ thậm chí là người ta đi người ta chỉnh sửa hết mặt mũi xong bắt đầu người ta lại tạo cả nốt ruồi rồi tẩy nốt ruồi đủ mọi thứ, nên là bây giờ xem cái đấy nó không không chuẩn nữa, nói thật như thế, nên là người ta không xem đâu. Thế nên là không xem được. Cái nốt ruồi thì không không ấy lắm. Ở trên mạng có cái vào vào cái gì top top đấy là có người người ta suốt ngày người ta xem cái kiểu gì có cái hình nốt ruồi người ta cứ đưa lên xong người ta chỉ đấy, thì mình đọc ở đấy còn chả biết là thế nào, mình không nghiên cứu về cái đấy lắm nên cũng không biết là nó thế nào. Thôi chào mọi người nhé, mình đi nghỉ đi, chúc mọi người ngày buổi tối vui vẻ nhé, mai nay lên gọi là lâu lâu thấy Facebook rồi nó vắng mọi người nên là lên chơi thế thôi, chứ còn là thấy họ đầu này họ chơi nhiều về cái gì TikTok đây, thế nên là mình lên đây mình nói chuyện với mọi người tí cho nó vui vẻ, chúc mọi người gọi là ngủ ngon, thế này giữ gìn sức khỏe, ngày mai đi làm mỗi người một công một việc, làm sao mà cả một ngày vất vả tối về mà lại tâm tư nó thoải mái, ngủ cho nó ngon, giấc ngủ là tốt nhất, thế nên là ngủ cho nó ngon để ngày mai công việc mới. Chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc, trong lúc livestream có điều gì nói chuyện hơi thô lỗ mạn phép xin mọi người lượng thứ cho, xin chào mọi người nhé.